chị. Chị. Này, mày có biết cái túi của tao và bộ quần áo bao nhiêu tiền không? Mấy trăm triệu đây, mày làm cả đời bán cái thân mày đi không đủ đâu. Ngậm cái mồm vào, phục vụ anh chị đây cho tốt, tí tao còn thưởng cho. Lên trên cầm cái menu cho tao. Em vừa mới lau bàn khi nãy mà. Làm gì có hạt bụi nào đâu. Không tin thì chị xem. Ê! Này, mày bị điên đấy à? Xem cái gì mà xem? Thế khăn lau bẩn như này mày giữ mặt tao, muốn cho tao bảo cho mày phát không? Bàn ghế thì lem nha lem nhem, đi lau lại hết cho tao chưa? Cả đống bát đũa này nữa. Đi rửa lại hết đi, tráng qua nước sôi cho diệt khuẩn đi. Biết chưa? Ôi giời, ôi giời. Mày còn đem cả ghế gãy ra cho tao ngồi à? Con lợn này tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá. Tôi xin lỗi, nhưng khách khác của tôi ngồi có làm sao đâu ạ. Mà tôi nói thật nhá, trông hai anh chị sang trọng như thế này, tôi nghĩ là kiếm quán khác sang trọng hơn mà ngồi đi ạ. Này, mày ăn nói kiểu gì đấy? Quán mày được bọn tao vào đây ăn là phước ba đời trong nhà mày đấy, ở đây mà đuổi khách. Thôi không phải nói nhiều, để tao. Này, anh mày làm bừa là tôi báo công an đấy nhá. Thôi, đánh nó làm cái gì cho nó bẩn tay ra. Nó làm ở đây mà, khi nào mình tới phá chẳng được. Này, hai anh chị trông rõ là sang trọng, tại sao cứ đến quán bình dân của tôi phá là như thế nào nhở? Eo ơi, cái quán vừa bẩn thỉu vừa hôi hám. Đây là do lớp trưởng bọn tao và họp lớp ở đây thôi. Chứ bọn tao á thèm mà đến cái nơi rải rác như này nhá, còn phí lời với mày nữa. Bây giờ cút vào trong nhá. Lớp trưởng của tao đến tao sẽ gọi món, được chưa? Đi vào. Nhà hàng sang trọng không mời đến cái chỗ mà rẻ rách. Thôi cố nhịn đi Gâm. Này nghe bảo nhá, thằng Tân bây giờ nó có địa vị rồi, nó có tiền rồi, nó trọng tình cảm lắm. Lát nữa nó mà đến nhá, tao sẽ kể mấy chuyện ngày xưa xong rồi khêu mấy quả hợp đồng của nó. Nghe đâu bây giờ nó giàu lắm ý. Thật đó? Ừ. Khỏe không hai bạn ơi? Chào hai bạn. Lớp trưởng đây á? Thì tôi đây còn ai nữa. Ôi bao nhiêu năm qua mà trông cậu vẫn thế nhỉ? Ôi chuẩn luôn. Không khác gì mấy. Mà lâu ngày không gặp, anh em có nhớ ngày xưa không? Cứ hở ra phát là vào quán của U Hoa ăn uống. Bây giờ U Hoa mất rồi, hình như là con gái của U bán ấy. Kiếp, Tân biết nhiều nhở. Đến U Hoa bán quán ăn vỉa hè còn biết, giờ cả con gái U Hoa nữa. Thôi ngồi cái nhỉ, chồng bao nhiêu năm rồi sung sướng gió quá. Sướng gió gì điên à? Bạn hơi bị tốt đấy, nhìn to khỏe béo vạm vỡ này cơ mà. Rồi để ý lại nha, hai người là ăn mặc như này nhìn có vẻ sang trọng đấy, làm ăn không gắng lắm à? Đâu, năm nay làm ăn khó khăn lắm, tôi mới mở mấy cái spa trên thành phố ấy, nguyên cái tiền mặt bằng thôi đã mấy tỷ rồi đấy, đau đầu lắm. Tôi thì dạo giờ đang buôn bán bất động sản. Thì ông khi nào rảnh thì qua xem nhà. Nữ ông bây giờ chắc chỉ có xem chứ làm gì có tiền mà mua. À thôi, thông cảm cho tôi gái, vì tính tôi cũng thẳng. Bởi vì ngày xưa tôi thấy ông học cũng giỏi đi, cũng cứ tưởng là sau này cũng thành đạt đi. Mà trông như này thì tôi thấy quả câu học giỏi cũng bằng thằng rốt lắm tiền mà. Ê, nào, ông nói như thế, Tân nó tự ái bây giờ. Tân, dạo này làm gì đấy? À, làm gì đâu, làm giám ba công nhân hay nhà máy mà. Nói chung là lương là cũng đủ ăn thôi, không suy giảm mấy. À, có thể hỏng rồi à. Đừng có bảo là hôm nay hẹn mà tôi đến đây xong rồi để vay tiền đấy nhá. Tôi bảo trước này, ông tự làm lấy mà ăn, chứ mà tôi không có mà vay đâu. Chứ không phải hiểu nhầm rồi, lâu ngày chúng mình cũng gặp nhau. Hẹn mọi người đến đây ăn bữa cơm để tâm sự với nhau tí mà. Nghèo rách chứ này thì có cái gì mà tâm sự. Duy nó thẳng tính, nó nói trêu như vậy thôi. Tân, vào rửa mặt đi rồi ra ăn nữa. Mặt bẩn hết rồi thế này. Ok, thế tôi vào kia tí nhá. Ôi trời ơi, bực hết cả mình. Bây giờ tốn thời gian đến gặp cái thằng nghèo rách này thì đến làm cái gì ạ?
Ông gì? Ngờ nó nghèo mức độ đấy luôn đi. Bác và đứa em đã tráng qua hai lần nước nóng rồi. Anh chị cứ yên tâm dùng ạ. Luôn. Úi giời ơi. Ăn ở như nào mà để cái ghế nó ghét thế hả bạn ơi? Gái ơi, cầm cái menu ra đây cho anh cái. Anh gọi món ạ. Thôi, anh bảo nhá, ở quán này có cái món nào ngon mang hết ra đây cho anh. Đấy, anh bồi bổ cho thằng bạn này phát. Trông bần hèn thế thôi mà lớp trưởng của bọn anh ngày xưa đấy. Chia đấy. Của anh chị đây ạ. Từ từ đã. Anh dùng đũa này đi. Đũa này của anh bị bạn anh dám lên bẩn rồi. Này, mày nói cái gì đấy? Đũa ở trên bàn nãy giờ sạch mà. Sao mày nói bẩn? Hay là mày cố tình cho tao ăn đồ bẩn ở quán mày đấy? Còn lóc tết thì tao phải cho mày một chân. Mày đủ rồi đấy. Đủ quá đáng quá rồi đấy. Mày vu oan cho tao là không xong với tao đâu. Còn bạn bè với nhau mà không tin tưởng nhau ấy, thì bạn bè cái đếch gì? Đi về, không họp hành gì cả. Đi. Này, mày cũng cáo già thật đấy. Mày giở trò để nó trả tiền cho mình đấy à? Thì phải tỉnh chứ. Sao mày nói nhẹ nhàng nó thế? Thích à? Ngẫn đấy à? Nó khác ngôi nhà ở chỗ là không có cửa đấy. Mà này, chủ tịch bây giờ giả nghèo nhiều lắm. Mình phải đề phòng một chút. Nếu mà nó nghèo thật thì mình quay lại trả thù sau. Thích thì đập cho nó một trận luôn như bạn Vướng à? Tao cũng ghét nó lắm. Tại vì trước đây á, hồi nó đi học cái gì nó cũng giỏi hơn tao. Bố mẹ tao cứ so sánh tao với nó. Ghét. Bạn yên tâm đi. Tôi sẽ tìm cách hành cho nó đến bờ đến bến luôn. Đi. Gớm nữa. Bạn chỉ cốt. Không ngờ anh lại có những người bạn như thế. Trước đây chúng tôi từng thân thiết lắm. Cùng nhau vượt qua bao nhiêu kỳ thi. Nhưng mà sau này đi làm rồi, tôi không ngờ hai người bọn họ lại trở nên như vậy. Thôi, thời tới cần không kịp mà. Chỉ cần anh cố gắng làm việc, có chí tiến thủ là được. Tôi tin là anh sẽ thành công. Còn hai người họ không xứng đáng là bạn đâu. Anh đừng có tiếc. Cô tốt thật đấy. Sau này mà tôi giàu ấy, tôi nhất định sẽ trả ơn cho cô. Còn bây giờ thì hay là tôi thật với cô ấy là tôi đang thất nghiệp. Tôi muốn xin cô cho tôi làm phục vụ ở đây để có tiền trả cái bữa cơm này. Cô có thể trừ nợ dần vào lương của tôi cũng được nhá. Anh muốn làm nhân viên của tôi á? Anh nói thật hay là trêu tôi đây? Anh nói thật mà. Anh hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ và nghe lời em mà. Thôi được rồi. Nhưng mà tôi nói trước là tôi khó tính lắm ấy nhá. Có cái gì đâu. Được làm việc cùng em ấy, như thế nào anh cũng chịu được. Thôi rồi, từ bây giờ nhá, em sẽ củ hành anh tới bến đấy. Anh ăn đi. Cảm ơn em. Ngon thật đấy. Thank you.
Em ăn nốt đi, để anh làm cho. Đấy, cái dự án Bảo Duy này này, xây lên kiểu gì cũng bán hết. Cho nên là bà xem như thế nào, cọc thì cọc trước đi. Tôi với bà cũng thân thiết cho nên là tôi cũng chia cho bà cái miếng bánh ngon rồi đấy. Đấy, có bạn như ông thì tôi mới được hưởng phúc đấy chứ. Chứ cứ như cái thằng Tân kia thì toang. Xấu hổ thật đấy, làm bạn với nó lâu rồi mà phí thời gian. Thì trước kia ai cũng nghĩ là sau này nó sẽ thành công. Ai ngờ nó thành công thật. Thì cũng nhân. Ê, à? Thằng Tân kìa, eo thiêng thật đấy. Cái thằng này có khi chết, đóng hòm rồi thắp hương mũi nó cũng lên đấy. Hey bạn. Lớp trưởng đi đâu đấy? Nghèo quá không có tiền mua thịt cho nên là phải ăn rau cầm hơi à? Tôi mua rau về làm loan cho khách thôi. Chào các bạn nhá, tôi đi trước. Làm gì mà bạn vội thế? Nếu mà có khó khăn thì cứ nói một câu thôi. Dăm ba lạng thịt có là gì với bọn này đâu. Hai người thật quá đáng. Từ hôm trước chúng ta đã không còn là bạn bè gì nữa rồi. Tao cóc cần, cứ tưởng là mày giàu có, ai ngờ nghèo kiết xác, chẳng nhờ vả là cái gì cả. Trên đời này người ta chơi thân với nhau chỉ để có mối làm ăn thôi, không cùng đẳng cấp thì biến. Làm cái gì đấy? Bọn tao không thèm chơi bời với cái loại như mày. Mày nói từ bọn tao á? Hả? Không có cái mùa xuân đấy đâu, cái thằng nghèo rách ạ. Quá đáng lắm rồi đấy nhá. Từ trước đến nay là hai người chủ động liên lạc làm thân với tôi. Ăn mặc sang trọng đấy, nhưng mà nhân cách bốc mùi. Mày dám mỉa bọn này á? Đánh nó đi bạn ơi, sợ đớp anh. Đi mua mỗi mớ rau thôi, sao lâu thế nhở? Khách đợi. Này cái bọn kia. Tránh ra, đừng đánh nữa, bỏ ra. Con này nó ghê quá, đi bạn ơi. Anh có sao không? Anh ổn, ổn mà. Chỉ là lần đầu tiên anh nhìn thấy cái dáng vẻ này của em. Thế này hơi bỡ ngỡ tí thôi. Anh nghỉ nữa. Bỡ ngỡ cái gì mà bỡ ngỡ. Thôi dọn đi rồi đi về. Em có chuyện muốn nói với anh em này. Dọn đi. Anh thấy chúng nó ngang ngược như thế thì phải biết đường mà tránh đi chứ. Coi như là mình dám phải phân đi thì làm sao. Cứ đấu với chúng nó bây giờ này. Tím mặt tím mày vào này. Em xin lỗi. Bây giờ em còn có khách rồi. Anh tự bôi đi nhá. Em định né anh nha. Hay quá. Chim chuột với cả chủ quán để đổi đời đấy hả? Anh! Tao đây! Nãy đuổi bọn tớ hăng lắm cơ mà. Sao giờ im ấy? Hai người đi về đi. Tôi không quen không biết hai người. Đừng mà đến đây phá quán tôi. Thằng công nhân quen yêu con chủ quán cơm. Tưởng chuyện tình lãng mạn như thế nào, hóa ra sặc mùi bẩn hèn. Tôi và Dung có như thế nào cũng không liên quan gì đến hai người đâu. Với cả chúng tôi nghèo cũng không xấu xa như hai người. Dừng lại! Hai người mà còn như thế nữa là đừng trách tôi đấy. Sao? Chó này đó. Này, nếu như mà các người ghét tôi thì cứ tìm tôi và trả thù. Còn đừng làm phiền đến cô ấy, nghe rõ chưa? Hai người mau ra khỏi quán cho tôi. Nếu không, đừng trách tôi không để tình bạn cũ. Tao đách đi hay thì sao?
mày cũng chỉ là một thằng lau bàn, quét dọn ở đây thôi. Còn tao, tao đã ở cương vị mới rồi, giàu có hơn, đẳng cấp hơn mày, tao sợ cái chó gì mày. Lau đi, lau đi, tao sẽ tha cho mày. Tao không bắt mày liếm là nương tay với mày lắm rồi đấy. Để nó liếm thì bẩn giày của cậu mất. Lau nhanh đi, mất thời gian quá đấy. Còn cả mày nữa, nhìn cũng xinh xắn đấy nhở. Có cần tao cho mấy thằng đệ tới quán mày thường xuyên không? Mày hợp gu chúng nó đấy. Chơi vài hôm thôi rồi bỏ cũng được. Thôi đi, các người ghét tôi thì cứ nhắm vào tôi, chứ đừng gây khó dễ cho cô ấy. Thế thì lau đi chứ còn gì nữa. Dễ. Anh đừng làm như thế. Không sao. Chúng nó đây, phệt nó. Này, đừng như đấy. Đi ra ngoài, đi ra ngoài lát nữa tôi cho thêm 10 triệu nữa. Đây, hai đứa kia, 5 lốt của tao. Mày lấy tiền ở đâu ra? Mày ăn trộm đúng không? Thôi, hại bằng kinh rồi đấy. Cũng may là hôm trước tôi mặc quần áo bình thường đến họp mặt, cho nên mới biết rõ bộ mặt thật của các người. Vành! Tân! Trời ơi! Lâu ngày không gặp nhé! Bắt tay cái! Ok bạn! Mày này, dạo này đông khách quá hay sao mặt mũi tèm lem từ lừa thế kia? Để đây bạn lau cho á. Ôi trời, khổ quá, trộm vía bạn ạ. Ôi, à? con bún bánh này của bạn à? Thì nhà mới đào được. Ôi, các bạn này, lát bạn cho tôi mượn phát được không? Hôm nay là đám cưới con ngoài ở trên phố, bạn cho tôi mượn phát tôi lên cho nó hiểu vấn đề luôn. Ôi giời, đi đám cưới người yêu cũ à? Ừ. Được, đã thế đó. Tôi cho bạn mượn luôn. Đám cưới người yêu cũ là mình phải ăn mặc nó lồng lộn hoành tráng lên để cho nó nhìn tức oi máu lên. Ôi đó. Đây, cho mượn luôn bộ vest. Ui giời. Ok bạn ơi, quý hóa quá. Tôi không cần gì nhiều đâu. Chỉ cần bạn mời tôi vài ly sinh tố lũ mạch là được. Ui giời bạn đấy, đơn giản không phải nghĩ nhá. Đấy, cảm ơn cho đội giày tí. Cả giày à? Cả giày nó phải hoành tráng. Thế bạn đi con dép lại tôi. Đây. Ok bạn ơi. Cùng mày nhờ vụ trong mượn xe đấy, tôi biết được hai người sống như thế nào. Ban đầu tôi cũng định nể tình bạn khi xưa mà bỏ qua cho hai người. Nhưng mà hai người đã đụng đến dung rồi thì tôi không thể nào chịu đựng được nữa. Mà làm nhảm cái gì đấy? Vì tao chửi nhiều quá nên ngu à? Đi làm gì? Phải gọi bố đó. Alo. Nghe anh nói đây. Toàn bộ vốn ở spa Hoàng Lan và vốn xây dựng ở công ty Bảo Duy rút hết về cho anh. Heo ơi, cái chọc cũ dích, cái bài này xưa như trái đất rồi mày ơi. Dạ em nghe ạ. Dạ, rút vốn ạ? Ôi chị ơi, em vừa đầu tư 10 tỷ đồng, bây giờ rút vốn cho em gặp chủ đầu tư được không ạ? Cái gì? Alo ạ? Anh bình tĩnh anh ơi. Cái dự án của em rất chi là tiềm năng và triển vọng, tại sao anh lại rút vốn ạ? Sao cơ? Chủ tịch tập đoàn SVM là anh Tân. Anh ơi, anh. Xong rồi. Tân ơi. Bây giờ cậu mà rút vốn thì tôi toang mất. Tôi xin lỗi, tôi không biết cậu là chủ tịch SVM. Cậu tha thứ cho tôi được không? Tôi xin cậu đấy. Tân ơi. Cậu nể tình ngày xưa bọn mình học cùng nhau ấy, có củ khoai cũng bẻ đôi chia cho nhau ấy. Cậu nể tình xưa nghĩa cũ, cậu tha cho tớ lần này nhá. Chỉ những người có đạo đức mới xứng đáng để giúp đỡ thôi. Tôi mong là sau sự việc mặt này hai người cũng rút được bài học. Kẻ Tân, tất cả là tại mày ấy, tại mày đánh nó. Tại mày ấy, tại mày ấy, cái thằng tao ấy. Mày đánh nó đấy. Tại mày ấy. Tại mày. Mày đi ra.
Mày mày đánh tao à? Thằng chó gì đó. Cảm ơn em vì em đã giúp đỡ anh trong lúc anh khó khăn nhất. Là do anh giả vờ đấy chứ. Anh đâu có cố ý đâu. Tại lúc đó anh chỉ muốn có thêm cớ để gặp em, rồi tìm hiểu em, cho nên là anh mới giấu thân phận của mình. Anh xin lỗi em nhé. Tìm hiểu em á? Thật ra ngày hôm nay anh có hai việc muốn nói với em. Việc thứ nhất là anh muốn đầu tư cho em một nhà hàng to hơn. Em thấy thế nào? Nhà hàng ở đây ấy à? Em cảm ơn anh, nhưng mà chắc là em không nhận được rồi ạ. Bởi vì cửa hàng ở bên kia mở nhỏ thôi để giúp đỡ các bạn sinh viên có chi phí sinh hoạt. Em không thể chuyển đi bây giờ được ạ. Em không thể suy nghĩ lại sao? Anh Tân này, nếu như mà anh giúp đỡ em mở một quán cơm không đồng cho các cô chú có hoàn cảnh khó khăn thì em xin nhận ạ. Nếu như mà em đồng ý một chuyện thì anh sẽ tài trợ. Được ạ. Thế còn chuyện thứ hai là gì ạ? Chuyện thứ hai là anh thích em. Ngay từ lần đầu tiên này anh gặp em, anh đã bị thu hút bởi sự giản dị, chân chất và thẳng thắn của em. Thời gian làm việc cùng em, anh càng nhận ra rõ tình cảm của mình dành cho em. Em có thể cho anh cơ hội để được làm bạn trai của em không? Em chấp nhận. Không phải bởi vì anh là chủ tịch của FVM đâu đấy. Thế nên anh phải thể hiện làm bạn trai em cho tốt. Anh cảm ơn em.